Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái video của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video liên quan đến trang thương mại điện tử Shopee. Thì trước đây mình có một cái video hướng dẫn các bạn cách đặt hàng, đăng ký tài khoản và đặt hàng. Thì cũng có nhiều khách hàng đặt những cái câu hỏi ở bên dưới. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp những câu hỏi đó và trả lời từng câu hỏi một cho các bạn. Và các bạn xem hết những cái câu hỏi này thì các bạn sẽ hiểu về cách hoạt động của Shopee và dành cho những người người mua hàng. Lưu ý rằng cái video này chỉ dành cho những người mua hàng, những câu hỏi liên quan đến người mua hàng thôi, còn người bán hàng thì mình không làm. Rồi bây giờ mình sẽ vào câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1, Shopee là gì? Shopee sẽ là kênh thương mại điện tử, họ sẽ là người trung gian liên kết giữa người bán với người mua. Họ sẽ quảng cáo sản phẩm cho người bán để cho người mua biết và đến đó mua hàng. Và họ sẽ đứng ra giải quyết cái vấn đề khiếu nại về chất lượng sản phẩm và lỗi hàng khi các bạn muốn đổi trả trong vòng 3 ngày từ ngày các bạn nhận hàng cho đến khi hết 3 ngày. Và câu hỏi tiếp theo đó chính là cách thanh toán khi mua hàng trên Shopee là như thế nào? Khi thanh toán trên Shopee thì các bạn có hai cách để thanh toán. Cách thứ nhất đó chính là bằng thẻ tín dụng ghi nợ. Thì thẻ tín dụng ghi nợ này thì các bạn nếu như có thẻ thì các bạn có thể thanh toán, còn thường thì sẽ rất là nhiều người sử dụng cái phương thức là nhận hàng thanh toán. Nhận hàng thanh toán này thì họ sẽ giao hàng đến cho bạn và sau đó họ sẽ thu tiền. Các bạn nhận hàng xong họ sẽ thu tiền và cái tiền đó thì họ sẽ mang để trả lại cho người bán. Câu hỏi tiếp theo đó chính là tại sao Shopee miễn phí vận chuyển, ghi là miễn phí vận chuyển nhưng vẫn tính tiền vận chuyển? Và mình xin mời các bạn cùng xem cái hình ảnh trên màn hình. Như các bạn đã thấy ở đây thì cái này mình đã chụp ở trên shop của mình đang demo từ một sản phẩm. Khi cái sản phẩm này của mình nó chưa đến 200.000 và nó có ghi phí vận chuyển ở kia là 0 cho đến 33.184 đồng. Nhưng các bạn hãy lưu ý rằng các bạn sẽ phải ấn cái hình cái mũi tên xuống để các bạn xem cái giá vận chuyển chính xác của nó và những cái ghi chú kèm theo sau. Chứ người ta ghi là miễn phí vận chuyển ý, đó chính là cách Shopee đang chơi chữ thôi, chứ thực ra thì không thể nào miễn phí vận chuyển được, bởi vì những cái người đi giao hàng cho các bạn thì họ không thể nào làm, họ không làm không công cho các bạn, đi giao hàng không công cho các bạn được, mà họ phải có lương để họ sống, họ trang trải cho cái cuộc sống của họ. Vì vậy là nên sẽ không thể nào có cái chuyện không tính phí vận chuyển. Và cái cách tính phí vận chuyển của ở trên Shopee như sau: họ nói miễn phí có nghĩa rằng có điều kiện ở phía sau, đó chính là miễn phí tối đa 40.000, 40.000 tiền vận chuyển cho đơn hàng 200.000 trở lên. Những cái hình ảnh mình đang chụp demo ở đây, mình đang chụp vào đúng cái thời điểm khuyến mãi của Shopee, đó chính là ngày mùng 9 tháng 9 thì họ sẽ giảm phí vận chuyển, hoặc có thể gọi theo cách của Shopee đó là miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 99.000 trở lên. Như các bạn đã nhìn thấy rằng họ có ghi ở thêm một cái phụ đề đóng ngoặc ở phía sau, đó chính là giảm tối đa 40.000. Có nghĩa rằng khi cái đơn hàng của bạn mua có phí vận chuyển là 50.000 thì Shopee sẽ trừ cho bạn 40.000 tiền vận chuyển và bạn sẽ phải trả cái phần còn lại, đó chính là 10.000 tiền vận chuyển nữa. Vì vậy là các bạn phải đọc thật kỹ ở phía sau, bởi vì bây giờ thời buổi bây giờ thì họ thường hay rất hay chơi chữ kiểu đó. Và mình có thấy một bức tranh vẽ khá là hài hước ở trên mạng, đó chính là lý do vì sao mà người mua phải trả phí ship. Bởi vì thứ nhất đó chính là các bạn sẽ không phải tham gia giao thông, đã không phải đối mặt với cái hiểm họa tai nạn giao thông. Thứ hai là không phải chờ đèn đỏ. Đèn đỏ thì mỗi một đèn đỏ các bạn đã mất tầm khoảng từ 20 giây. Và thứ ba là không phải đổ xăng, và thứ tư, thứ năm sẽ là không phải chịu cái nhiệt độ của thời tiết, nắng mưa thất thường. Và thứ bảy thì các bạn sẽ không phải trả tiền điện thoại liên lạc với cái nơi bán hàng. Thứ 8 là các bạn không phải đi xa, các bạn chỉ việc ngồi nhà để đặt hàng. Và cái cuối cùng thì nó cũng khá là hài hước, đó chính là không bị phạt bởi công an. Thì tất nhiên rồi, thì các bạn đi ra ngoài đường mua hàng thì chẳng may không gặp, nói chung là hôm nay thời tiết rất là đẹp, đường rất là gần, nhưng chẳng may ra gặp đúng một cái chốt công an và bạn đã bị bắt vì một cái lỗi nào đó và bạn đã bị sai lỗi, thì các bạn sẽ mất một khoản tiền để phạt lỗi. Cái tiền đó thì có thể là sẽ nhiều hơn cái số tiền mà các bạn
phải chi ra để mua một cái sản phẩm nó cộng thêm phí ship rồi. Vì vậy là các bạn hãy cân nhắc về cái việc là các bạn đòi miễn phí ship. Câu hỏi thứ tư đó chính là khi Shopee giao hàng thì người mua sẽ nhận hàng ở đâu? Thì cái câu hỏi này rất là nhiều người hỏi và hôm nay mình cũng sẽ trả lời thật là chi tiết với câu hỏi như vậy. Vâng, hẳn ở đâu đó thì các bạn đã nhìn thấy cái dòng chữ là giao hàng tận nơi và trên toàn quốc. Thì các bạn có thể hiểu rằng khi họ giao toàn quốc, những cái công ty giao hàng này họ sẽ có những cái bưu cục, những cái chi nhánh ở khắp mọi nơi trên toàn quốc. Khi các bạn đặt hàng thì họ sẽ luân chuyển từ bưu cục này cho đến bưu cục cuối cùng, thế là bưu cục gần nhất ở nơi bạn đang sinh sống. Thì sau đó khi đến bưu cục rồi thì họ sẽ cử cho một nhân viên, và cái nhân viên này thì sẽ phụ trách từng từng cái khu vực. Ví dụ như ở vùng nông thôn thì họ sẽ phụ trách theo xã, mỗi một nhân viên sẽ phụ trách tầm khoảng 3 đến 4 xã chẳng hạn, và họ sẽ chạy đi giao cho từng người một. Khi ví dụ họ sẽ phân vùng ra, trong một cái thôn đó thì có bao nhiêu đơn hàng họ sẽ phân vùng. Sau khi giao hết những cái thôn ở gần rồi, họ sẽ đi đến những cái thôn đó và họ sẽ giao tận nhà cho các bạn. Hoặc trong trường hợp các bạn đi học hoặc đi làm ở công ty cách nhà khoảng 1 km chẳng hạn, thì đấy là trong cái vùng hoạt động của người giao hàng thì họ sẽ giao cho các bạn. Còn nếu như quá vùng hoạt động của người giao hàng, ví dụ như các bạn đặt hàng là tôi đặt hàng ở địa chỉ ở nhà các bạn, nhưng ngày hôm đó thì các bạn lại đi làm ở công ty và khi shipper mang hàng đến thì bạn vẫn đang ở công ty, thì bạn đã yêu cầu shipper là phải mang đến công ty cho bạn thì bạn mới nhận hàng chẳng hạn. Thì như vậy là nếu mà quãng đường quá xa chẳng hạn thì shipper sẽ không thể giao được, bởi vì nó quá cái vùng hoạt động của shipper. Vì mỗi một shipper đi giao hàng, khi một đơn hàng thành công của họ, họ được có vài nghìn một đơn hàng thôi. Vì vậy là họ sẽ không thể nào đủ cái thời gian, thứ nhất là thời gian, thứ hai là cái chi phí để họ đi giao một cái đơn hàng cho bạn. Vì vậy là các bạn hãy cân nhắc khi mua hàng và đặt địa chỉ. Ví dụ như ban ngày các bạn dành cho 8 tiếng cho đến 12 tiếng ở tại công ty thì các bạn nên đặt tại địa chỉ công ty. Còn nếu các bạn ở nhà thì các bạn hãy đặt địa chỉ ở nhà để cho shipper họ giao hàng thuận tiện nhất có thể và cái đơn hàng sẽ đến tay các bạn nhanh chóng nhất. Câu hỏi thứ năm đó chính là ai dịch vụ giao hàng là của công ty nào và có phải là của bưu điện hay không? Hiện tại thì Shopee đang liên kết với 4 công ty giao hàng, giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm và Viettel Post và VNPost. Thì 4 công ty giao hàng như vậy thì hiện tại bây giờ đang có 2 công ty được sử dụng khá là nhiều, đó chính là giao hàng nhanh và giao hàng tiết kiệm, được rất là nhiều shop tin tưởng và bật lên để ủng hộ, để phục vụ khách hàng. Bởi vì những cái dịch vụ giao hàng này mình thấy là cái phục vụ của họ khá là tốt, giao hàng khá là nhanh và cái mức độ quản lý đơn hàng chuyên nghiệp hơn. Câu hỏi thứ 6 đó chính là bao lâu thì các bạn nhận được hàng? Cái câu hỏi này thì rất là nhiều người hỏi mình và có những người cũng đã mua hàng bên mình và họ có những cái lời lẽ rất là khó khó hiểu, đó chính là họ mua hàng ấy thì họ ví rằng là hôm qua hôm kia tôi cũng mua sản phẩm ở trên Shopee nhưng ngay ngày hôm sau tôi đã nhận được hàng, nhưng tại sao tôi mua ở shop của bạn thì lại 1 tuần sau mới nhận được hàng? Thì rất là nhiều người đã thắc mắc về cái vấn đề này thì mình cũng xin giải trả lời cho các bạn luôn, đó chính là các bạn mua hàng trên Shopee thì như mình đã giới thiệu rồi, Shopee nó chính là một kênh trung gian và ai cũng có thể bán hàng. Thì tất nhiên là cả trên cả nước thì mỗi người một địa chỉ khác nhau bán hàng. Bạn ở miền Bắc, bạn mua hàng của một người ở miền Nam thì tất nhiên rằng khi sản phẩm của bạn thì sẽ cần phải có một cái khoảng thời gian để vận chuyển từ shop đến bưu cục, từ bưu cục sẽ phải xử lý qua hệ thống, nhập liệu hệ thống, sau đó bắt đầu mới được cho lên ô tô và sẽ lọc xem là sản phẩm nào được phép đi máy bay, sản phẩm nào không được phép đi máy bay. Nếu như sản phẩm của bạn mua có những cái vật dụng cấm không được vận chuyển bằng đường hàng không thì bắt buộc sẽ phải vận chuyển bằng đường đường bộ. Và đường bộ thì tất nhiên là khi vận chuyển từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam thì sẽ mất khoảng tầm 4 ngày.
Đó chính là khoảng thời gian chậm nhất, và khi ra đến ngoài Bắc rồi thì bưu cục ngoài Bắc sẽ tiếp nhận cái sản phẩm đó và tiếp tục lại phân loại và lại nhập liệu hệ thống để cho cái hệ thống nó hiện và người bán có thể kiểm tra được cái sản phẩm đó trên hệ thống. Thì khi nhập liệu xong thì họ lại sẽ lại chuyển tới bưu cục. Ví dụ bạn ở một cái tỉnh lẻ thì bưu cục của bạn sẽ lại tiếp nhận cái sản phẩm đó và sẽ phải xử lý thêm lần nữa và giao cho người nhân viên đi giao hàng, và người nhân viên đi giao hàng sẽ lại phải có cần thời gian để họ có thể xác định được cái vị trí mà họ cần giao hàng, và họ sẽ sắp xếp cái thời gian và cái lịch trình của họ, chứ không phải rằng là các bạn đặt hàng các bạn có thể cứ áp dụng cho tất cả các shop là rằng tôi đặt ngày hôm nay thì ngày mai tôi phải có hàng, thì cái điều đó là không thể xảy ra. Cho dù kể cả bạn có đi máy bay đi chăng nữa, bây giờ chính bản thân bạn đi máy bay bạn cũng phải đi bắt taxi, và taxi đi thì cứ sẽ phải tắc đường ra một đoạn đường nào đó, tắc đường này, tắc đường sau đó đến sân bay thì các bạn sẽ phải đứng chờ đến giờ bay, đứng chờ đến giờ bay có thể là chuyến bay sẽ bị hủy chuyến hoặc lỗi hệ thống nào đó thì các bạn sẽ không thể bay được cái chuyến đó, và các bạn sẽ bị chậm lại cho đến vài tiếng sau, hoặc có khi là thậm chí cả 1 cho đến 2 ngày sau các bạn mới có thể bay được. Và cái đơn hàng nó cũng vậy, thì các bạn hãy hiểu rằng khi các bạn mua hàng không phải rằng mình là thượng đế mà mình yêu cầu gì thì cái người bán và cái người vận chuyển cũng phải chấp nhận. Các bạn hãy thoáng ra một chút và hãy thông cảm cho những cái dịch vụ giao hàng và cái người bán. Người bán thực ra họ rất muốn hàng đến thật nhanh để họ có thể thu hồi được cái tiền đó về, họ thu hồi vốn để họ đi lấy sản phẩm về họ bán tiếp, chứ không bao giờ họ muốn rằng cái sản phẩm này nó giữ càng lâu càng tốt. Càng lâu thì người bán thiệt chứ không phải người mua thiệt. Vì vậy là các bạn hãy suy nghĩ lại về cái vấn đề như vậy. Và một số bạn, cái này thì mình nói về một số người thôi chứ không phải mình nói tất cả, cũng khá là nhiều bạn cũng đã thông cảm về cái vấn đề như vậy. Mình nói ra phát nào các bạn hiểu ngay. Và đây cũng là lời nhắn nhủ gửi tới tất cả các khách hàng mua hàng rằng các bạn hãy thông cảm cho cái dịch vụ giao hàng, bởi vì họ cũng đã làm việc rất là cật lực để giao cho các bạn một cái đơn hàng. Không phải là họ cứ ghim cái đơn hàng, họ ghim đơn hàng lâu họ cũng không được một cái gì cả. Câu hỏi số 7, Shopee bán những gì? Vâng, để kể ra thì Shopee bán những gì thực sự là nó rất là mênh mông, và mình có chỉ có thể nói chung một điểm, đó là Shopee bán tất cả mọi thứ miễn sao những thứ đó không vi phạm pháp luật, không bị cấm trong các ngành vận chuyển. Đó chính là những cái sản phẩm có cồn, nồng độ cồn cao, dễ cháy như xăng dầu thì sẽ không được buôn bán, bởi vì khi vận chuyển thì nó rất là nguy hiểm cho cái bên công ty vận chuyển và những cái đơn hàng đi kèm theo những cái sản phẩm như vậy. Thì ở trên Shopee thì họ bán nói chung là giá thì rất là rẻ, và miễn sao là có người bán thì họ sẽ có thể bán theo tùy những cái gì mà họ muốn, miễn sao là không vi phạm pháp luật. Và câu hỏi thứ 8 đó chính là Shopee có trả góp hay không? Thì câu này mình trả lời luôn. Hiện tại bây giờ mình chưa thấy Shopee có trả góp, nhưng không biết là sau này thì có hay không. Và các bạn hãy cùng theo dõi xem rằng Shopee có trả góp hay không. Câu hỏi thứ 9 đó chính là mua hàng của nhiều shop có giá trị trên 200.000 thì có được miễn phí vận chuyển hay không? Thì ở đây mình xin trả lời các bạn như sau, đó chính là khi các bạn mua hàng của hai shop với hai sản phẩm, và mỗi shop có một sản phẩm giá tiền chưa đến 200.000 nhưng cộng hai shop lại thì lại trên 300.000 chẳng hạn, thì các bạn vẫn không được miễn phí vận chuyển. Hoặc trong trường hợp các bạn mua hai shop nhưng mỗi shop có một sản phẩm trên 200.000 thì các bạn cũng chỉ được miễn phí một vận chuyển một cho một đơn hàng, bởi vì Shopee đã quy định rằng trong khoảng 1 tuần hoặc 1 tháng gì đó thì bạn có bao nhiêu lượt miễn phí vận chuyển đó, thì các bạn nếu như bạn đã sử dụng hết rồi thì tất nhiên là các bạn sẽ không được miễn phí vận chuyển. Và các bạn cũng có hỏi tại sao rằng tôi mua hàng đều hai sản phẩm đấy trên Shopee nhưng tại sao lại không thể gộp vào thành một, đúng không? Thì các bạn có thể hiểu rằng như mình đã giới thiệu rằng bạn chẳng hạn ví dụ bạn ở miền miền Trung nhưng mà bạn mua hai đơn hàng, mỗi một đơn ở miền Bắc và miền Nam, thì nó không thể nào nó gộp thành một và nó ship cho bạn được, hoặc kể cả cho bạn
mua cùng hai sản phẩm đó cùng ở một miền Bắc và miền Nam đi, hoặc cho hai cái shop đấy nhà sát bên cạnh nhau đi, cũng không thể nào mà ship chung vào một đơn được. Vì vậy rằng các bạn không thể nào mà gộp thành một đơn và để tính phí vận chuyển qua cho một lần được. Câu hỏi thứ 10 đó chính là hàng lỗi thì có được đổi trả hàng hay không? Và cái điều kiện đổi trả hàng ở trên Shopee thì như sau. Đó chính là bạn được phép đổi trả hàng trong vòng 3 ngày kể từ khi bạn nhận hàng. Hiện tại cái chính sách của Shopee đã thay đổi thành 3 ngày, và trước đây thì chỉ có 24 giờ mà thôi. Và bây giờ đã lên 3 ngày rồi. Cái hình ảnh ở trên đây thì các bạn có thể tham khảo. Có nghĩa là khi bạn hàng bị lỗi thì các bạn có thể vào cái ứng dụng hoặc truy cập ở trên máy tính, vào cái trình duyệt và vào Shopee, vào phần đăng nhập và có cái mục yêu cầu trả hàng. Khi các bạn cái hàng của bạn bị lỗi và cái trường hợp đổi trả hàng ấy, thì thứ nhất ở cái hàng sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất chứ không phải là do bạn, ví dụ sản phẩm không chống nước nhưng các bạn lại rúng xuống nước và các bạn muốn trả hàng thì điều đó không được, hoặc các bạn cố tình phá nó ra ấy, thì cũng không thể được, bởi vì khi cái shop bán gửi đi ấy, có thể là họ đã quay video gói sản phẩm và chứng minh được rằng cái sản phẩm họ gửi đi hoàn toàn hoạt động bình thường, nhưng khi đến tay bạn thì nó bị hỏng. Thì cái đấy thì họ sẽ không bảo hành và không cho bạn đổi. Đó đó là trường hợp ví dụ lỗi là do bạn, còn lỗi ví dụ do nhà sản xuất thì khi trong vòng 3 ngày sử dụng bạn bị lỗi, bạn có thể quay lại cái tài khoản của bạn và bạn ấn vào cái mục đổi trả hàng và sau đó chọn cái sản phẩm các bạn muốn trả lại hàng, thì khi đó thì Shopee sẽ chuyển cái thông tin đó đến cho người mua và người mua sẽ xem xét thông tin và sẽ gọi điện cho bạn hoặc nhắn tin cho bạn để thương lượng về cái quy trình đổi trả hoặc bảo hành cái sản phẩm đó. Và nếu như các bạn muốn trả hàng hoàn lại tiền thì các bạn có thể yêu cầu Shopee giải quyết cái vấn đề đó bằng cách rằng tôi muốn trả lại hàng và tôi muốn nhận lại tiền, và Shopee sẽ gửi yêu cầu đến cho người bán và yêu cầu người bán phải chấp nhận cái trường hợp đó. Nhưng không phải rằng các bạn cứ muốn là được và nó phải có cái điều kiện của nó. Sau 3 ngày thì Shopee sẽ không chịu trách nhiệm cho cái sản phẩm đó nữa, và khi các bạn đổi trả hàng mà bên bán ấy họ chấp nhận đổi trả hàng thì các bạn sẽ phải có nhiệm vụ rằng gò gói cái sản phẩm đó vào một cái hộp thật là chắc chắn và sau đó dán băng dính, băng keo, sau đó đợi nhân viên giao hàng đến lấy hàng ấy, thì bạn đưa cho nhân viên giao hàng, và sau khi người bán đã nhận được hàng, họ sẽ bóc hàng ra, họ sẽ xem cả cái sản phẩm đó có đúng là cái sản phẩm họ bán hay không. Nếu như đúng rồi thì họ sẽ ấn ở chấp nhận hoàn tiền và Shopee sẽ cử người mang tiền đến trả lại cho bạn. Và rất là nhiều khách hàng đã sử dụng cái chiêu trò đó để gửi những sản phẩm không đúng với cái mà bên bán họ đã bán cho cái người sử dụng. Thế là khi các bạn làm cái trò đó đấy về shop, họ bóc ra, họ sẽ có quay video và họ khiếu nại trên Shopee rằng cái sản phẩm họ nhận lại là không đúng với cái sản phẩm họ đã gửi đi, thì bạn sẽ không được trả lại tiền nữa. Và câu hỏi thứ 11, hơi thừa ra một câu một chút, bởi vì mình đang dự tính là sẽ là 10 câu, nhưng có một câu này nó sẽ quan trọng một chút, đó chính là Shopee có uy tín hay không. Câu này mình trả lời luôn là như sau. Uy tín hay không thì nó phụ thuộc vào cái người bán chứ không phải là do Shopee. Và sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách để nhận biết một cái sự uy tín. Các bạn có thể thấy đây là cái shop của mình. Thường này những shop uy tín có nhiều khách hàng mua thì sẽ có một cái dòng chữ là shop yêu thích ở bên dưới hình cái logo. Các bạn có thể thấy hình cái logo của mình ấy có cái chữ yêu thích. Và một cách nữa để các bạn có thể tìm được cái shop yêu thích, một cái shop uy tín, đó chính là các bạn hãy theo dõi về cái sản phẩm về mà các bạn định định mua ấy, thì thứ nhất là các bạn sẽ vào xem cái đánh giá. Ví dụ chẳng hạn có nhiều người mua mà họ đánh giá những tích cực về 5 sao và những nhiều số lượng người thích khá là nhiều. Và khi vào trong thì các bạn sẽ thấy cái bình luận của những khách hàng họ đã mua rồi. Họ đánh giá về cái sản phẩm, họ bình luận về cái sản phẩm. Họ nói rằng cái sản phẩm này khá là tốt, là vừa ý của họ. Và đa số sẽ có tầm khoảng 90% những người đã mua và họ đồng ý với sản phẩm đó, thì các bạn
hoàn toàn yên tâm có thể mua những cái sản phẩm như vậy. Còn những cái sản phẩm nào mà nó không có một cái đánh giá nào hoặc một có đánh giá rất là thấp, không có đánh giá thì các bạn vẫn có thể mua khi các bạn hỏi về hỏi shop về cái thông tin của sản phẩm. Nhưng nếu như có cái sản phẩm nào mà đánh giá dưới 5 sao mà có khoảng tầm 5 đánh giá trở lên mà dưới 5 sao thì các bạn nên xem xét kỹ lại những cái sản phẩm như vậy, bởi vì nó không được người tiêu dùng ủng hộ, nên là có một cái điểm gì đó nó không được tốt thì người tiêu dùng họ mới quay lưng lại như vậy. Thì rất mong là các bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng để tránh những cái trường hợp mà chúng ta sẽ mắc phải những cái sản phẩm nó không được vừa ý mà vừa tiền mất mà lại ôm cùng tức mọi người. Và cuối cùng về shop Long Y Buy thì cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Nếu như các bạn có những câu hỏi gì thắc mắc liên quan đến vấn đề mua hàng trên Shopee thì có thể bình luận phía dưới, mình sẽ comment trả lời bình luận của các bạn. Mà nếu như các bạn có nhu cầu muốn mua hàng về cái phụ kiện xe máy, xe điện, ô tô và phụ tùng xe điện, mình làm chuyên về bên xe điện, nên là các bạn có nhu cầu thì mua hàng và cần tư vấn về xe điện thì có thể liên hệ cho mình sẽ nhiệt tình tư vấn và hỗ trợ các bạn về các cái vấn đề kỹ thuật liên quan đến xe điện. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau, và đừng quên bấm đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình ra những cái video tiếp theo để phục vụ cho các bạn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.